Xin chào các gia đình, chào các bố mẹ, chào các bạn nhỏ, những khán giả thân thiết của fanpage VTV7 Kids. Chú được nghe nói có một câu như thế này, đó là mỗi người khi sinh ra thì đều mang trong mình trí tưởng tượng và sáng tạo vô hạn. Chúng ta càng sáng tạo bao nhiêu thì lại càng có nhiều nguồn cảm hứng bấy nhiêu. Chú nghĩ rằng nguồn cảm hứng thì luôn tồn tại xung quanh chúng ta, chỉ có điều chúng ta có nhận ra hay không mà thôi. Các bố mẹ đã bao giờ thử dành một chút thời gian này, một chút sự quan tâm của mình, một chút sự khéo léo của mình để thử làm ra những món đồ chơi dành cho con mình chưa? Chắc chắn những món đồ các bố mẹ tự làm sẽ rất là ý nghĩa và mang lại niềm vui bất ngờ cho con. Vậy thì ngày hôm nay hãy thử xem một gợi ý của chú Trường dành cho mọi người nhé. Đó sẽ là sản phẩm gì nhỉ? Và ngày hôm nay chú Trường muốn làm một sản phẩm để cho các bạn có thể tham gia trò chơi này. Và quan trọng nhất là sản phẩm này cũng rất là xinh nữa, chúng mình có thể trang trí trong nhà. Đó chính là một chiếc xe bán kem. Và nguyên liệu chính ngày hôm nay để chúng mình làm chiếc xe bán kem đó chính là bìa cắt tông, ống nước và một số nguyên phụ liệu khác. Trước khi các bạn bắt tay vào thực hiện chiếc xe bán kem, chú nghĩ rằng chúng mình nên dành ra một vài phút để nhắm mắt lại, tưởng tượng, hình dung ra chiếc xe đó. Và sau đó các bạn hãy lấy một tờ giấy và vẽ phác thảo ra nhé. Các bạn cùng để ý nhé, chiếc xe bán kem thì có rất nhiều hình dáng khác nhau. Nhưng hôm nay chú sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc xe bán kem có hình dáng cơ bản thôi. Nó gồm có 3 phần chính, đó là phần thân xe, phần mái xe và phần bánh xe. Và bây giờ chúng mình hãy cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Sau khi chúng mình đã vẽ được các mảnh ghép ra bìa, các bạn sẽ sử dụng dao dọc giấy để cắt chúng ra. Dao dọc giấy sẽ cho được những đường cắt rất sắc nét, nhưng các bạn phải hết sức cẩn thận. Các bố mẹ hãy thực hiện phần này cho con nhé. Các bạn ơi, vậy là chú đã cắt rời được các mảnh ghép của phần thân xe rồi. Và chúng mình sẽ sử dụng băng dính giấy để cố định chúng lại trước khi dùng súng bắn keo. Vậy là chú đã ghép xong 5 mảnh của phần thân xe rồi. Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng súng bắn keo để cố định chúng lại nhé. Bây giờ chúng mình sẽ làm phần mái cho chiếc xe bán kem nhé. Khối mái gồm có phần nóc và các đường diềm trang trí. Vậy là chú đã ghép xong các đường diềm vào trong phần mái rồi. Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng súng bắn keo để cố định chúng lại nhé. Với phần thân xe, các bạn sẽ chuẩn bị một tấm bìa để chúng ta làm mặt trên. Ở mặt trên, các bạn sẽ khoét một hình chữ nhật để làm phần đựng những khay kem. Bây giờ chúng mình sẽ gắn cố định phần đựng khay kem lên trên mặt của chiếc xe bán kem. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng làm phần bánh xe cho chiếc xe kem này nhé. Với xe kem, phần bánh trước và phần bánh sau sẽ có kích thước khác nhau. Chúng ta sẽ làm những cặp bánh to và nhỏ khác nhau. Và để cho chiếc xe này có thể chuyển động được, các bạn hãy ghép nhiều lớp bìa để cho chúng thật là dày. Các bạn ơi, vậy là chú đã làm xong phần mặt của chiếc xe bán kem này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chúng vào trong phần thân xe. Để làm phần mái cho chiếc xe bán kem, các bạn sẽ xác định vị trí ở trên mặt trước. Các bạn ơi, vậy là chú đã hoàn thành xong các phần khung của chiếc xe kem này rồi. Bây giờ chúng mình hãy thử ghép chúng vào với nhau nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cố định các chi tiết bằng súng bắn keo và gắn phần bánh là xong. Các bạn ơi, vậy là chú đã làm xong phần khung cho chiếc xe này rồi. Bây giờ chúng mình sẽ trang trí thêm cho chiếc xe này đẹp hơn nhé. Chú sẽ sử dụng ruy băng để trang trí thêm. Nhìn này, vậy là chú đã làm xong một chiếc xe bán kem rồi. Nhưng mà chiếc xe này còn đang thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi, xe bán kem thì phải có kem đúng không nào? Và đây là khay kem của chúng mình. Các bạn có thể làm kem bằng bìa và những quả bóng nhựa.
Các bố mẹ và các bạn nhỏ ơi, vậy là chương trình ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Chúng trường đã hướng dẫn cho mọi người cách làm một chiếc xe bán kem. Và các bố mẹ ơi, hãy thử dành một chút thời gian này, một chút khéo léo của mình để làm cho các con những sản phẩm tương tự như thế này nhé. Chắc chắn đây sẽ là những món quà mà các con cực kỳ thích. Và còn rất nhiều những nội dung hay nữa ở trên fanpage cũng như là kênh YouTube VTV7Kids. Xin chào và hẹn gặp lại!